Liên quan đến vụ tai nạn giữa mô tô phân khối lớn và xe máy làm hai người tử vong trên đường song hành xa lộ Hà Nội, đoạn qua phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28 tháng 1 năm 2024, Công an thành phố Thủ Đức vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng này. Danh tính các nạn nhân được xác định là một thanh niên 21 tuổi quê ở tỉnh Bắc Cạn và một thanh niên 26 tuổi quê ở tỉnh An Giang. Cùng ngày, nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định thanh niên 26 tuổi điều khiển xe mô tô phân khối lớn lấn làn gây tai nạn. Thời điểm xảy ra vụ việc, cả hai nạn nhân đều âm tính với chất kích thích, ma túy và nồng độ cồn. Nguồn tin cho biết thêm, thanh niên chạy mô tô đang trên đường đi phượt từ thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, như báo Thanh Niên đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 27 tháng 1, nam thanh niên chạy xe mô tô phân khối lớn trên đường song hành xa lộ Hà Nội hướng từ Đồng Nai đi ngã tư Thủ Đức. Khi còn cách ngã tư Thủ Đức khoảng 200m tại phường Linh Trung thì va chạm thẳng với xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đắk Lắk do thanh niên 21 tuổi cầm lái chạy theo hướng ngược lại. Cú va chạm làm hai xe máy văng xa, hai nạn nhân chết tại chỗ. Tại hiện trường, các phương tiện bể nát biến dạng hoàn toàn, nằm chắn hết làn đường song hành xa lộ Hà Nội. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thủ Đức đã đến điều tiết giao thông. Công an thành phố Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.